xin chào các anh. Em xin mời các anh cũng ngay cùng thưởng thức một đoạn chất âm của cái con âm ly xe mỏng R805X các bác nhé. R805X dòng size 20.5, tức là đây, chiều ngang 20.5 này, chiều sâu 33 và chiều cao nó rất là ít thôi. Đây nó chỉ khoảng tầm 8cm thôi. Đây, em đo cho các bác nhé. Đây, chiều ngang 20.5 này. Đấy, chiều sâu là đi 30 này. Đấy, và chiều cao của nó là đi đấy, tính theo từ cái đế này lên nha thì nó là 9cm. Đấy, thế thôi, rất là mỏng. Âm ly này dùng để ghép các cái cặp notebook xe bát khoảng 16 độ về rất là hay nhé. Đấy, như các anh thấy em đang mở là cùng với đôi Sony bát 16 đằng sau nhân đôi Sony 717. Đấy. Đấy, và đây em mở đến tận 2 giờ 3 giờ đây, nhưng mà các bác thấy này, tiếng bát nó đánh cũng rất là tròn mà không bị méo, không bị rè. Đấy, không có hiện tượng bị quá công suất nhé. Còn ví dụ như con âm ly mà nó quá công suất thì mở đến đây này, thì thông thường nó sẽ bị tiếng bát nó bị rè đặc đi, nó không còn tròn được nữa. Đấy, vì nó bị cố quá mà. Nhưng mà đây nhá, rất là ok các bạn thấy không? Thôi về đi anh, về đi anh, chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để tình đêm sâu, ôi thương nhớ chẳng sao. Thôi về đi anh, về đi anh, hey, một đêm đi đây nhá. Trên đây thì nó có một vài vết nó hơi bị ố một tí này. Đấy, vết ố kiểu dạng không biết là nước hay một cái gì đấy nó chảy lên đây này, nó tạo nên vết này nhá. Thì về mọi người cần thì có thể là ngâm Sikana hoặc là gì đó mình đánh nó đi nhá. Đấy. Hoặc là mình có thể là về để kệ này cũng được, chả sao đâu. Hàng bãi hàng cũ đôi khi nó sẽ có một vài các cái vết cũ theo thời gian, không tránh được rồi. Con này là con R805X, công suất thực của nó 48W, hàng made in Japan nha. Và con này chạy 4 con sò than nhỏ, nên là tiếng đánh rất là khỏe. Công suất thực của nó 48W nhưng mà nó kéo được những đôi bát 16 luôn, nghe rất là hay. On Pure R801, 805X nhé. Đây. Đây, ngoài ra nó sẽ có thêm chế độ tăng cường bát tép, tăng cường bát ở đây nhé, Acoustic Edition nhé. Với 3 chế độ là 1, 2 và 3. Và nếu bình thường mình không mở chế độ này lên thì nó sẽ là off nhé, tức là nó sẽ không tăng cường thêm bát. Đấy. 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 Ngoài ra con âm ly này thì nó có thêm cả cái FM đây. Đấy, thì mình có thể là đấy, dò đài nhé. Đấy, dò đài tần số FM 108 luôn. Đấy. Mình muốn dò đài con này thì là mình sẽ cần có cái dây loa hoặc một cái gì đấy mình kẹp vào cái anten ở đây. À đây là anten đồng trục, thì mình sẽ cần có một cái dây thép hoặc cái gì để mình nhét vào đây nhé, nhét vào cái lỗ này. Đấy. Nhét vào cái lỗ này. Có âm tên đồng trục tốt nhất. Nhét được cái lỗ này xong rồi là mình dò. Đây. Đây nó có một đài này. Các mạch máu đây và nhờ, đưa đây. Máu đến nuôi dưỡng đây, đến mình cắm một cái dây của chúng ta ở dương vật ấy. Thế cho nên là cái lượng máu của đấy không đủ đây, thì dương vật của chúng ta này. Cái khả năng cương đấy nhá. Đấy nhá, 91 nó cũng có đài này, 96 có đài này. Cải ngoài ra, việc xông hơi còn giúp cải thiện hệ thống miễn dịch. Đấy. Lợi ích của việc xông hơi. Nó lên tận 96 rồi, nó là 108 rồi nhá. Vì đài Nhật nó sẽ có hai loại, một là về nó chỉ là đài 90, đến 90 là hết. Còn nếu mà đã lên tận 96 này nó sẽ lên được 108 nhá. Đấy. Đây là một dấu hiệu tốt. R805X này thì em bán con này với giá là đi 1.300.000 để bác nào mua Android em nhá.
1.300.000 đâu. Bác nào mua đâu em. Con để chuyển các đầu vào đây, mình ấn mình xoay được cái này thôi. Cắm đầu vào nào để chuyển đầu vào đấy. Âm ly này thì nói chung nghe được ra thể loại nhạc, kể cả các cái nhạc remix cũng ok luôn nhé. Thì đây là con L801X. Đấy. 1.300.000 con hơn 1.200.000 con này nhá. 1.200.000 đồng con này, bác nào mua đâu em nhé. Xin chào các bác.